ngày 13 tháng 4, Bộ Y tế tổ chức buổi gặp mặt báo chí nhằm cung cấp thông tin liên quan đến việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tại buổi gặp mặt, trả lời câu hỏi trẻ đã nhiễm COVID-19 và đã khỏi bệnh rồi thì không cần tiêm nữa liệu có đúng hay không? Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, trẻ đã khỏi vẫn có nguy cơ nhiễm lại, vậy nên vẫn cần tiêm. Đồng thời, bà cho biết trẻ có thể tiêm vaccine phòng COVID-19 sau 3 tháng kể từ ngày âm tính và cần đảm bảo sức khỏe tốt nhất trước khi tiêm. Các trẻ đã mắc COVID-19 trong thời gian gần đây thì Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng cũng đã có kế hoạch hết sức cụ thể. Những bé nào mà chưa mắc COVID-19 hoặc những bé đã mắc COVID-19 đến thời điểm tổ chức tiêm chủng ở các địa phương khoảng 3 tháng trở lên thì các bé được tiêm chủng ngay trong lần này. Còn lại các bé mắc COVID-19 trong tháng 3, tháng 4 thì chúng tôi sẽ có những tổ chức những đợt tiêm chủng ở trong tháng 6, tháng 7. Vì khoảng cách tiêm chủng giữa hai mũi vaccine chỉ là 1 tháng, cho nên tôi tin tưởng rằng đến tháng 8 thì tất cả các cháu dù là đã mắc COVID-19 thì cũng sẽ được tiêm chủng đầy đủ để có thể bắt đầu vào năm học mới. Ngoài ra, bà cũng nêu ra hai trường hợp chống chỉ định không nên tiêm. Tương tự các vaccine khác, với vaccine COVID-19 cho trẻ em, chúng ta cũng có hai cái phần chống chỉ định chính. Đó là các trẻ có dị ứng với bất kể thành phần nào trong vaccine. Cái thứ hai, với mũi tiêm thứ hai, thì những trẻ có phản ứng nặng với liều tiêm chủng vaccine trước thì chúng ta chống chỉ định cho mũi tiêm thứ hai để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Những lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm. Theo Phó Giáo sư Dương Thị Hồng, với nhóm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, Việt Nam sẽ hướng tới truyền thông trực tiếp tới các phụ huynh, thầy cô, người chăm sóc và thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ. Cụ thể, vị chuyên gia khuyến cáo, trước khi đưa trẻ em tiêm vaccine COVID-19, gia đình cần theo dõi sát sức khỏe của con, đánh giá việc ăn, ngủ, sinh hoạt có bất thường hay không, đặc biệt với nhóm trẻ từ 5 đến 6 tuổi. Ngoài ra, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng khuyến cáo gia đình cần lưu tâm tránh lây nhiễm SARS-CoV-2 trong quá trình đưa trẻ đi tiêm. Nếu xuất hiện một số biểu hiện liên quan đến hô hấp, nghi ngờ mắc COVID-19, gia đình không nên đưa trẻ đến điểm tiêm. Sau khi tiêm, phụ huynh cũng cần chú ý tương tác với cán bộ y tế, lắng nghe tư vấn và hướng dẫn theo dõi sức khỏe của trẻ. Một số phản ứng có thể xảy ra bao gồm phổ biến và bất thường như sốt, phát ban, tím tái, mệt mỏi, ly bì, có thể xảy ra sau 4 đến 8 giờ. Các tình trạng này thường giảm sau 1 đến 2 ngày đầu. Do đó, nếu có những biểu hiện này có dấu hiệu trầm trọng hơn nữa, cha mẹ cần liên hệ và đưa bé tới cơ sở y tế gần nhất. Phó giáo sư Hồng nhấn mạnh, với trẻ từ 5 đến 11 tuổi, gia đình sẽ cần có sự quan tâm và chăm sóc chủ động và tích cực hơn nữa.